cũng đẹp quá. Vạn Phật Điện à, tu viện Vĩnh Hưng. Chim hót rất là yên bình. Này giống chùa một cột này. Chùa một cột. Gió rất là mát luôn. Ra đây đứng nè, ngắm cảnh nè. Chùa rất là rộng. Ở đây cực kỳ yên tĩnh với lại trang nghiêm. Đó, chúng ta đi vào khu vực quốc lộ 20. Ngay chỗ khu vực đập Đại Ninh. À. Đây là chỗ ở của Chư Tăng này. Kèm ống. Tỏi á, hành á. Hành giá á. Này con đâu này? Ngồi đây con. Hai anh chị. Ở đây là bắp nè. Bắp rồi. Quả này là quả bí. Quả bí thiệt. Bí thiệt hả ba? Bí thiệt. Cái này giả nè. Cái này cái lon nè. À cái này là họ làm bằng cái chai nước suối. Khu vườn Lâm Tỳ Ni. Đây Phật Thích Ca này, chín đóa sen. Phật Thích Ca ra đời.
Bên này là chánh điện anh chị. Đó. Một nơi rất là trang nghiêm. Cái này là những cái viên đá này anh chị. Rất là độc đáo ha. Đá trẻ. Đây là cựu ma Đạt La. La Hầu Đa La. Các vị La Hán tại Na Đi. Ở đây có một cái địa điểm rất là đặc biệt, đó là khu vực Phật Địa Tạng anh chị. Đây là Đức Phật Địa Tạng. Em sẽ vào đây. Một vài hình ảnh của hang đá nhân tạo. Chúng ta đi vào cảm giác như là đi vào một cái đường hầm anh chị. Em đi đường này không có lọt, tại vì phía sau còn đem một cái ba lô nữa. Được, hẹp lắm. Trên này hẹp lắm. Đó. Có cái cây. Có cái cây bồ đề này. Hello.